Apple Watch mất tích 6 tháng dưới đáy biển bất ngờ trở lại với chủ nhân. Robert Bunter, một người ưa thích các trò thể thao mạo hiểm, luôn coi chiếc Apple Watch là vật dụng không thể thiếu trong những chuyến đi chơi của mình, và thậm chí gọi nó là bùa may mắn, vì thiết bị có thể xác định chính xác tọa độ GPS, giúp anh tìm được đường trở về an toàn. Thế nhưng khoảng 6 tháng trước, trong một lần lướt ván tại biển Huntington Beach, California, một cơn sóng lớn đã cuốn phăng chiếc đồng hồ khỏi tay của Bunter, chìm xuống lòng nước biển sâu không bỏ cuộc. Ban tờ sau đó bật chế độ Lost Mode trên chiếc Apple Watch thông qua app Find Me iPhone. Điều này giúp hiển thị lên màn hình của chiếc đồng hồ một thông báo rằng nó đang bị đánh mất và chủ nhân của nó mong muốn được tìm lại. 6 tháng sau, Ban tờ vẫn chưa thể xác định được vị trí của chiếc Apple Watch, nhưng anh nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Người này nói rằng chiếc đồng hồ của anh bị trôi giạt tới bờ cách đó khoảng 5 km và vẫn trong trạng thái sử dụng bình thường. Đây thực sự là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi không thể tin vào điều đó. Ban tờ xúc động, càng khó tin hơn khi chiếc đồng hồ vẫn hoạt động, mọi tính năng vẫn tốt, dữ liệu vẫn còn, dù có một số hạt muối động lại bên dưới màn hình. Các mẫu đồng hồ Apple Watch thế hệ mới của Apple vẫn liên tục được cải thiện khả năng chống nước. Chúng được cho là có thể sóng sót dưới áp suất ở độ sâu tới 50 mét. Tuy nhiên, Apple lại không quảng bá nhiều về khả năng này. Hãng chỉ coi chống nước là một tính năng để bảo vệ máy, thay vì đem ra để sử dụng thường ngày. Nguyễn Nguyễn